Anh em lắp thiết bị này mà không giảm được tiền điện thì thôi tôi tặng luôn. Bồi thường cho anh em luôn bộ nữa mang về kỷ niệm. Thiết bị ở đây người ta gọi là bộ hòa lưới giảm tiền điện nhá. Bộ hòa lưới này sẽ đi kèm với cả tấm pin. Thiết bị này anh sẽ anh em sẽ lắp ở trong nhà. Còn tấm pin lắp ở trên nóc nhà anh em nhá. Bộ này sẽ chạy theo nguyên tắc là lấy điện từ tấm pin mặt trời. Ở đâu bên này. Qua hệ thống biến biến đổi anh em ạ. Nó gọi là hòa lưới, nó đẩy vào lưới điện bao nhiêu điện thì nó, ở hệ thống điện nhà bạn nó sẽ dùng thì giảm đi nó cứ dùng giảm đi thì không phải mà tức là ở cái ở ngoài cột đấy cái đồng hồ ở cột đấy nó sẽ giảm lượng điện tiêu thụ đi còn nếu anh em mà lắp nhiều ấy, thì nó sẽ xảy ra tình trạng là dừng luôn đồng hồ ở ngoài cột không quay nữa anh em ạ ừ. trong phân khúc giá thì đây đang bộ là bộ phải nói thật sự là rẻ nhất quả đất luôn anh em ạ bộ này hiện tại là có giá là tầm hơn 4 triệu nhá là một bộ hòa lưới và hai tấm pin Đấy, đi kèm anh khách này anh mua 6 tấm cơ đây là cho anh em xem này anh này anh xem được video là hai tấm pin với cả một hòa lưới thì ra là anh ấy mua luôn 6 tấm anh em ạ. 6 tấm một hòa lưới. Chạy thì cực kỳ tốt luôn nhưng vấn đề là anh em lắp 6 tấm ấy thì anh em cần phải hiểu là lắp cho những nhà kiểu như xưởng ấy, chạy công suất lớn nhá. Còn nếu mà nhà nào mà dùng ít điện ấy thì ban ngày dùng ít thì lắp ít thôi anh em ạ. Thiết bị này anh em lắp vào thì nó sẽ giảm tiêu điện, càng lắp nhiều thì càng giảm nhiều nhưng mà phải theo nhu cầu sử dụng gia đình thì bắt đầu mới lắp được bao nhiêu nhá. Cái này thì sẽ theo nhu cầu dùng anh em lắp nhiều hay lắp ít thì báo mình mình sẽ tư vấn cho anh em chi tiết hơn. Đấy còn đây là bộ gửi cho anh ý và đang quay video luôn. Đồng hồ nó sẽ có báo nhá, báo thông số trên này này. Báo giờ chạy này, báo điện áp này. Đấy, các thông số nó báo nhảy liên tục trên này luôn. Báo số điện lạp này. Dòng được bao nhiêu này? Watt nạp được bao nhiêu này? 20W nhá. Đấy là đang test, đang test thử. Bộ này cũng xuất tối đa được 1000 W thôi anh em ạ. 1000 W này áp đầu vào nó báo luôn này. 35 đến 39 áp đầu đầu vào và điện áp giải là 230. Đấy em 3 Ranger tầm 30 40, đấy là khi mà nó có tải nó tụt xuống thì là như vậy nha. ạ Nói chung anh em lắp bộ này thì giảm tiền điện, điện nhìn trông thấy luôn. Nhà nào mà dùng nhiều thì phải lắp bộ to hơn nhá. Còn bộ này là bộ dân dã, bộ vừa tiền nhất rồi.